Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo bình ổn thị trường, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường kiểm tra kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ găm hàng trục lợi trời tăng giá. Cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đội địa bàn tổ chức trực 24 trên 24 tăng cường kiểm tra nắm bắt tình hình hoạt động của các cây xăng thuộc địa bàn đội quản lý, qua kiểm tra kết hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật đến từng cửa hàng, đồng thời cho các đơn vị ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu. Theo đánh giá của các ngành chức năng, đến thời điểm này, thị trường xăng dầu trên địa bàn Thanh Hóa vẫn cơ bản ổn định. Các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu đều nỗ lực đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường và thực hiện nghiêm túc các quy định về niêm yết giá, giờ mở cửa bán hàng. Hiện tại là chưa phát hiện trường hợp nào à? ờ găm hàng rồi ngừng bán hàng mà không rõ lý do hoặc là không thông báo với các cơ quan có thẩm quyền. Và tới đây là chúng tôi sẽ tăng cường giám sát chặt chẽ hơn nữa để không để xảy ra tình trạng là ngừng bán hàng hoặc là đóng cửa khi không có không rõ lý do. Với việc chủ động trong cái việc kế hoạch cung ứng nguồn cung cho toàn bộ 69 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa thì công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phúc thì luôn đảm bảo tốt ổn định cái cái nguồn cung là bán theo nhu cầu khách hàng, không 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 phải bán hạn chế. Hiện nay 341 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu với 593 cửa hàng xăng dầu và tàu bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều niêm yết các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân về việc cung ứng xăng dầu. Các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định kinh doanh xăng dầu, có giải pháp tránh đứt gãy chuỗi cung ứng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay các cơ sở y tế trên địa bàn Thanh Hóa đang triển khai thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Thay đổi này đã góp phần tạo thuận lợi cho người dân đến khám điều trị bệnh. Mỗi ngày khoa khám bệnh bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận từ 300 đến 400 người đến khám chữa bệnh. Việc triển khai việc tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip đã giúp cho các cán bộ y tế tiết kiệm được thời gian làm thủ tục, người bệnh cũng không gặp khó khăn khi quên mang thẻ bảo hiểm y tế. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh, tính đến hết tháng 10 năm 2022, 639 trong tổng số 669 cơ sở ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn đã thực hiện việc tra cứu thông tin thẻ trên căn cước công dân gắn chip đạt 95,96%, trong đó các cơ sở tuyến tỉnh đã đạt 100%. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân tra cứu thông tin bằng thẻ căn cước công dân vẫn đang còn thấp. Từ khi triển khai thẻ căn cước công dân gắn chip trong cái đăng ký khám chữa bệnh thì nó làm cho cán bộ nhân viên y tế thuận tiện đi rất nhiều vì chỉ cần đưa cái thẻ căn cước công dân qua cái đầu đọc và nó đã thể hiện đầy đủ các thông tin trên cán bộ nhân viên là không phải nhập tên dữ liệu vào trong máy tính thì mới hiện lên được thì qua đó làm làm tăng nhanh cái khả năng là đón tiếp bệnh nhân được nhanh hơn người dân hiện tại là chưa tiếp cận được máy tại vì là hiện tại thì cũng đang ít lắm cho nên là nếu mà muốn mà làm được thì là phải cái này là phải tuyến từ tuyến huyện tuyến xã người ta phải làm từ ở dưới cấp dưới lên thông báo cho người dân người ta chỉ cần đi mang thẻ căn cước đến bệnh viện khám là có thể là rất nhanh chóng và gọn nhẹ Hiện nay các cơ sở y tế vẫn đang triển khai song song hai hình thức: tra cứu thông tin bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân hoặc kiểm tra thẻ của người bệnh. Để tỷ lệ người dân sử dụng thẻ căn cước công dân tra cứu thông tin bảo hiểm y tế, các ngành chức năng cần đẩy nhanh việc tích hợp dữ liệu liên quan vào thẻ căn cước công dân, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn để người dân hiểu rõ lợi ích và cách thức sử dụng thẻ căn cước công dân khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế cũng như trong nhiều loại giao dịch dân sự khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Việc hoãn kỳ thi IELTS là do một số đơn vị tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, trong đó có IELTS do chưa làm hồ sơ hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ phê duyệt theo quy định. Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông tư số 11 ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Bộ quy định rõ các điều kiện liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam tuy nhiên đến nay hồ sơ của nhiều cơ sở tổ chức thi chưa đạt yêu cầu nên bộ giáo dục và đào tạo chưa đủ căn cứ để phê duyệt ngoài ra thời gian qua việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ ở việt nam chủ yếu tuân thủ theo quy định của đối tác nước ngoài chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về điều kiện tiêu chí liên kết tổ chức thi của việt nam dẫn đến một số tiêu cực như thi hộ gian lận trong hồ sơ giả mạo giấy tờ theo quy định hiện nay để được tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài các bên liên kết cần làm hồ sơ theo mẫu và đề nghị bộ phê duyệt nếu hồ sơ đảm bảo các yêu cầu, Bộ sẽ xử lý nhanh nhất để bảo đảm đúng quy định trong khoảng 20 ngày. Theo phản ánh của người dân, nhiều năm nay, trang trại chăn nuôi của Công ty Cổ phần Giống và Phát triển Chăn nuôi Thọ Xuân tại khu phố 6 thị trấn Thọ Xuân đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Trang trại của Công ty Cổ phần Giống và Phát triển Chăn nuôi Thọ Xuân có diện tích 12,8 hectare, bắt đầu hoạt động từ năm 2018. Hiện tại đang chăn nuôi khoảng 300 con bò thịt. Ngay từ khi đi vào hoạt động, mùi hôi thối từ trang trại đã ảnh hưởng trực tiếp và liên tục đến hàng trăm hộ dân sinh sống xung quanh. Người dân đã nhiều lần kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân, đã nhiều lần kiểm tra xác minh sự việc. Gần đây nhất, vào tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện kết luận trong quá trình hoạt động, trang trại có phát tán mùi hôi, nhất là vào lúc nắng nóng thay đổi thời tiết, chất thải của gia súc chậm được đóng bao, các xe vận chuyển phân gia súc rơi vãi ra đường huyện đã yêu cầu công ty cổ phần giống và phát triển chăn nuôi Thọ Xuân khẩn trương thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhưng đến nay vẫn chưa triệt đề. Trong cái quá trình nuôi bò thì cái việc về môi trường đã chưa được xử lý tốt. Thế thì đã bà con nhân dân cũng đã kiến nghị nhiều lần với các cấp cơ sở từ cấp xã cho đến cấp tỉnh và quốc hội. Và ý kiến của bà con nhân dân là tốt nhất nên chuyển đổi mục đích sản xuất hoặc di rời ra khỏi khu vực đô thị. Một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm của trang trại chăn nuôi trên là do trang trại ngay sát với khu dân cư, không đảm bảo quy định theo luật chăn nuôi. Do vậy, người dân địa phương đề nghị công ty sớm di chuyển trang trại tới địa điểm phù hợp nhằm hạn chế ảnh hưởng đến môi trường cũng như đời sống người dân. Công an thị xã Nghi Sơn điều tra xác minh bắt giữ các đối tượng trộm cắp hộp đen, bảng điều khiển, màn hình và một số thiết bị của máy xúc tại các công trình dự án trên địa bàn. Công an thị xã Nghi Sơn đã điều tra bắt giữ Ngô Văn Lưu, sinh năm 1988 và vợ là Phạm Thị Nguyệt, sinh năm 1988, trú ở xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Trần Quyết Tâm, sinh năm 1982, ở phường Cát Dài, quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng. Các đối tượng trên khai nhận, trong các ngày từ 15 đến 18 tháng 9 năm 2022, sau khi trộm cắp được 5 hộp đen máy xúc tại các công trường trên địa bàn các phường Hải Thượng, Mai Lâm và xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn, hai vợ chồng Lưu Nguyệt đã đem ra Hải Phòng bán cho Trần Quyết Tâm được gần 50 triệu đồng. Ngoài 5 vụ trộm cắp trên, vợ chồng Lưu Nguyệt còn thực hiện 3 vụ trộm hột đen máy xúc trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Sau đây là những thông tin trong nước mà được chúng tôi cập nhật. Theo thống kê từ Bộ Công Thương, năm 2021, Việt Nam đã có 54 triệu người dùng thương mại điện tử và dự kiến có thể đạt 60 triệu ngay trong năm nay. Giá trị mua sắm dự kiến sẽ đạt 7 triệu đồng một người trong năm 2022. Thương mại điện tử Việt Nam đang được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng và xếp thứ hai Đông Nam Á vào năm 2025. Bộ Công Thương đánh giá việc mua sắm online đang trở thành xu thế cho tương lai, khi cứ 100 người dùng internet thì có 75 người sẽ mua hàng trực tuyến. Việt Nam có tỷ lệ người tiêu dùng mua sắm trực tuyến cao thứ hai trong khu vực, chỉ sau Singapore. Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Nam Định triệt phá đường dây sản xuất tiêu thụ giấy tờ giả đặc biệt lớn. Chỉ trong vòng một tháng, các đối tượng đã sản xuất mua bán hơn 5.000 văn bằng chứng chỉ giấy tờ giả, thu số tiền bất chính là hơn 2 tỷ đồng. Các đối tượng quảng cáo trên mạng xã hội sau đó nhận thông tin sản xuất giấy tờ giả rồi giao hàng bằng dịch vụ bưu chính xe ôm. Phiên giao dịch ngày 11 tháng 11, trái với đà tăng mạnh của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước quay đầu giảm. Trong khi đó, giá đô la Mỹ tại ngân hàng thương mại cũng có dấu hiệu hạ nhiệt. Thời điểm 7 giờ 30 phút ngày 11 tháng 11, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết mức giá 66,3 đến 67,3 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra giảm 100.000 đồng một lượng hai chiều so với hôm qua. Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giữ niêm yết của ngày 10 tháng 11 với mức 23.686 đồng Việt Nam trên 1 đô la Mỹ, giảm 2 đồng so với trước đó. Ngày 10 tháng 11 năm 2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các lực lượng chuyên ngành bắt quả tăng đối tượng Đinh Thị Thanh, sinh năm 1972, trú tại xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, có hành vi nhận hơn 13 kg ma túy ketamin, thu giữ hơn 160 triệu đồng và 3 điện thoại tại nơi ở của đối tượng. Trại giam Thủ Đức Bộ Công an ở xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận xác nhận phạm nhân Đinh Viết Dũng, sinh năm 1965, ngụ tỉnh Lâm Đồng, đang thụ án tù 15 năm, vừa bỏ trốn khỏi trại giam. Đinh Viết Dũng cao 1m75, có nốt ruồi dưới đuôi mày phải. Trại giam Thủ Đức đã ra quyết định truy nã và các lực lượng chức năng đang triển khai truy tìm phạm nhân này. Quyết định truy nã nêu rõ, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đến cơ quan công an, viện kiểm sát nhân dân hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất, sau đó liên hệ với trại giam Thủ Đức. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức thời sự trong tỉnh và trong nước, ngay sau đây là phần tin quốc tế. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18h30 tại địa chỉ website truyền hình thanh vn Thông tin phản đánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18h30 gmail com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 3636. 36. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.